Chào các bạn, hôm nay các bạn có ổn không? Hãy luôn lạc quan và yêu đời bạn nhé. Kênh Hãy Yêu Hoa Lá Cành rất vui được gặp lại các bạn. Hãy tạm gác những muộn phiền sang một bên, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa hoa thiên điểu. Nguồn gốc của hoa thiên điểu được bắt nguồn từ Nam Phi. Đây cũng là một loài hoa vô cùng độc đáo của những vùng nhiệt đới. Hoa thiên điểu còn có tên gọi khác là Cornflower hay hoa hạt tiên. Hoa thiên điểu đầu tiên được trồng trong vườn thực vật hoàng gia Nam Phi vào năm 1773. Vì có hình dáng giống loài chim thiên đường, Stilitia regina, nên nó mới được đặt tên là thiên điểu. Hoa thiên điểu rất giống với loài chim thiên điểu trong truyền thuyết. Loài chim này cũng mang rất nhiều ý nghĩa biểu trưng. Vì thế ý nghĩa của hoa thiên điểu phần nào cũng liên quan tới ý nghĩa của loài chim thiên điểu. Thiên điểu có nhiều ý nghĩa, đại diện cho ý chí cầu tiến, không ngừng phát triển, tượng trưng cho niềm vui, niềm hạnh phúc như sống nơi chốn thiên đường, thể hiện cho sự cứng cáp, mạnh mẽ, ý chí vươn lên đầy kiên cường của con người trong khó khăn, là loài hoa truyền tải thông điệp tình yêu, biểu tượng cho tình yêu đôi lứa có kết thúc viên mãn. Thiên điểu còn tượng trưng cho sự hy sinh, bao dung, tấm lòng bao la của người cha dành cho con cái. Thời gian đến đây là hết rồi. Chúc cho cuộc đời các bạn gặp nhiều an yên, tươi như lá đẹp như hoa. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian qua.